Vâng, nó trông giống như kiểu ông cho đi vẽ loa đấy, ông làm lồng hai đáy. Đúng rồi, đáy. Ông lắp một cái đáy lên trên, một đáy lên dưới. Đi vẽ như chỉ một đáy thôi. Trời mẹ lên. Làm đéo thằng nào dám mở lồng mình chưa kiểm tra. Đéo dám mở, đéo biết được. Hai đáy ông mới biết đi đâu. Cho xa ra thôi anh ơi, ép làm gì. Vừa chớm một tí lửa chơi. Hết chịu. Cái loa là chỉ chơi nhỏ thôi, cây màu điều khiển từ xa được. Rồi anh ép làm gì, cho xa ra. Vội quá. Con này con nào đây? Ấy, xù như cá ngựa đấy anh ạ, xa ra. Đó. Chim quý nhất, đuôi to, thuần, ít xù. Đặc trưng của quý nhất là phải như thế. Ở đây chắc đang có mái nhỉ? Không, không có mái. Đấy, ít mái lắm. Thỉnh thoảng, ngày xưa thỉnh thoảng có rồi. Xong rồi, ông làm bẫy mẹ nó, xe xong. Nó lì nhẹ đẹp. Chơi đấu thì nó ấy đẹp. Con này đẹp. Berlin này khó chơi tí thôi nhưng mà gột được là tuyệt vời đấy. Con chim này rất thuần. Hot đấy, hôm nay gieo cây sấu hot xẻ đuôi rồi đấy. Rất thuần. Nó treo đây nó còn. Đó, nó treo đây nó trả sụ. À, lúc mà cháu với thằng Minh đi xem con trẻ đi rồi đúng không? Có 36 phi chân đấy là khoảng hóa tiền đây. Nó đi trẻ đá. Lâm đồng. Năm bảy đồng gì đấy. Thì chắc anh nhau bán đâu. Xin nhau bán đâu. Con đấy cũng khó chơi. Con chính là cái con nhau nhau nó lại con cả năm ngoái thì mẹ có chơi được. Mẹ không chơi chứ không được lại gì. Lại ôm. Ôm đấy. Còn bây giờ mà bán anh Trinh anh cũng khó bán đấy. Chứ không phải ông ấy cũng bán được. Lòm dò mãi được còn gì. Lòm dò mãi không nhau bán đâu. Thực sự là chưa chắc ông đã bán đâu. Thực ra nếu mà bắt thì bắt cái con nhào này nó lại không, con ấy không có mắt con ấy. Nhưng mà nó lại dễ chơi hơn con kia xù cứng. Chứ bắt làm sao được. Cấy mãi gà đấy để đây mãi xong rồi để đây xù. Ngoài kia đến 2 tiếng rồi mới cho vào đây. Xù đưa vào đây nó xù cho nó chơi. Bốc chậm. Rồi mình phải chơi bốc nhanh. Con ấy cảm vụ trước nó chơi rồi. Để vừa lớn cái ngồi đỡ cả này. Cái con vồ vồ đây này con đấy nó lại dễ chơi hơn. Rồi con này. Phải đuôi to đấy anh Tuấn ạ, à. Đuôi to đấy. Ăn cắm quang đấy à? Ừ, chưa có. Vẫn ăn cắm đều mà. Cắm quang đấy. Cắm xòe quang. Cắm xòe quang đấy. Lông nuôi lông cái gì cũng còn nhé, sao lông người nữa này. Thay lông người à, giúp lông người à. Giúp lông người ít thôi. Con này à, vừa thay lông xong. Để giúp lông người, lông người thì có phải là hết lông người. Con này ra đây là xoay là có. Thứ bảy được. Kia được, nhập anh mà không biết rồi. Con cháu nó chơi từ đầu rồi. À, buổi sáng à? Nãy chơi ốp cả giữa ba mặt luôn. Con này lửa nó kém. Hết lửa nhưng mà lúc nó tránh lại nó không có chim.
mình dắt.